Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao trong thành phố, các ngành địa phương cần tập trung hơn nữa trong kiểm soát, ngăn chặn dịch xâm nhập vào thành phố, nhất là kiểm soát người về từ vùng có dịch. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào chiều tối qua ngày 30 tháng 6 để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo Sở Y tế thành phố, trong ngày 30 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, bao gồm 1 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là F1 đã được cách ly trước đó. Đối với ca mắc COVID-19 là người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, thì sau khi xét nghiệm sàng lọc, xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết để khoanh vùng. Qua xét nghiệm, thì tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh này đều âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly theo quy định. Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm thời phong tỏa khoa nội thận, nội tiết. Chúng tôi cũng đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng rà soát kỹ hết một lần nữa để xem thử còn những cái đối tượng nào sốt không. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá rất là kỹ F2 là cụ thể và F liên quan. Cái này thì Sở Y tế cũng đã có cái chỉ đạo và hướng dẫn rất là kỹ rồi. Thì đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng sẽ xác định rất là rõ F liên quan để chúng ta có một cái ứng phó và cố gắng tìm hết tối đa, đừng có để sót. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam hoan nghênh Bệnh viện Đà Nẵng đã kịp thời có biện pháp xử lý, khoanh vùng liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại bệnh viện. Đồng thời, đề nghị cần tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan, chủ động xét nghiệm, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ, không để phát sinh ca nhiễm. Từ thực tế ca bệnh này, cho thấy việc kiểm soát dịch xâm nhập vào thành phố cần được tiến hành nhiều tầng lớp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Các đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế, không kê khai thiếu, gian dối. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các ngành, chúng ta phải có một biện pháp tuyên truyền một cách mạnh mẽ. Xác định cho những người dân khi khai báo là phải đảm bảo tính trung thực của mình trong khai báo y tế. Nếu mà khai báo không đúng mà để xảy ra liên quan đến cái bùng dịch thì người đó phải chịu trách nhiệm xử lý. Ông nào mức ở hành chính xử lý hành chính, mà mức nào hình sự thì hình sự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cũng đề nghị ngành y tế cần tăng cường kiểm tra và yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Với khu vực cảng cá Thọ Quang, cần tiếp tục kiểm soát người, phương tiện ra vào, đồng thời tiếp tục xét nghiệm diện rộng cho tiểu thương và ngư dân tại đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận Thanh Khê tiếp tục áp dụng nghiêm túc các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ người dân tại các điểm phong tỏa. Các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xí nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy trách nhiệm, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp vi phạm thì thành phố sẽ xử lý nghiêm.